Hải Hương, chú Tám Phường, phở chú Năm Ma, phở chú Vương Quai, phở chú Mương Ngồi, phở chú Mai Sơn, phở chú Thành Phố, phở Ma, phở Hào Nì, cai nặng láng hương là bảy trẻ hít không à, thượng con tay chân sang xung khỏi, trên hư xung khỏi cổ rất là muôn. Bỏ có mi sáng hướng xưa hơn là thứ nhất, tài tổng, xung nông, xung phi gửi ý nghệ dân, tháo ái ai mà, xử ma dám qua ỉn, hư là có mi sáng hướng xưa hơn là chúc khẩu. Mong thở phi hâu, phò cờ hảo cờ hẳn, con tay hâu lưng bà hư ân ứng là có mỡ, lăn nhớ là có mon, hâu mon thuyền ải thuyền đồng, cày rử ma dám cặn, đẩy kinh tà ma kinh đầu là làm giả. Thì nào ơi, xin nào, mà cho nguồn, tại câu lạc bộ còn xung mà ý xung ai nghệ nhân các kênh chủ kênh YouTube thưa là về phía đảng ủy ủy ban thưa là mi anh Vì Quang là bí thư đảng ủy xã, anh Quang đâu rồi, giơ tay lên. Có anh Quang là có anh Mượn phó bí thư đảng ủy ban nhân dân xã, có anh Lò Văn Cương nữa và khối văn hóa xã cũng có mặt, và có chị Hồi chủ tịch hội phụ nữ xã Trạm Sàng cũng có mặt đón tiếp đoàn nghệ nhân. Đấy là chúng tôi là thực sự là rất là cảm động, rất là vui, đấy không có gì hơn hết. Đấy là như là chúng tôi sinh ra là ngày sinh nhật lần thứ hai, đấy là đón các đoàn nghệ nhân tứ phương tụ hội về đây. Thế thì tôi cũng không biết nói gì nhiều, và để chúng ta được trải nghiệm, được hát nhiều hơn, được thời gian chúng ta chụp ảnh rồi là hát nhiều hơn, và tôi xin mời anh Vì Văn Quang bí thư đảng ủy xã đã có tôi câu rồi là tâm sự với các nghệ nhân. Xin mời tất cả trong câu lạc bộ cũng như là các đoàn, hôm nay thật sự là rất vui mừng và vinh dự cho xã Trường Sàng được đón các đoàn từ khi mà khánh thành cái nhà bảo tồn. Đây là một cái sự nỗ lực rất là lớn của đảng ủy chính quyền của xã và bà con nhân dân trong cái việc mà lưu giữ bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc Thái nói chung và Thái Tiên Châu nói riêng. Thế để làm cái nhà này thì cũng báo cáo với các đồng chí trong đoàn thì có thuận lợi có, khó khăn có, nhưng thuận lợi lớn nhất đó là sự đồng tâm hiệp lực của bà con nhân dân trong toàn xã. Về cái kinh phí thì nó hơn 200 triệu thôi, tuy nhiên đây là cái nguồn xã hội hóa. Thế nếu như ở góc độ có doanh nghiệp, có sự đầu tư của nhà nước thì đối với cái số kinh phí này thì nó là bình thường. Nhưng mà ở góc độ bà con nhân dân thì thấy được là cái tâm huyết, là ngôi nhà chung khi chúng ta muốn đến và muốn tham gia, muốn hoạt động, là muốn lưu giữ và muốn bảo tồn. Đây là nơi để mọi người đến. Và cũng rất tự hào rằng là từ khi mà xây dựng cái nhà bảo tồn này, được đón các đoàn, các huyện, các tỉnh, và ngay cả nước ngoài, đó là Thái Lan, đã đến để thứ nhất là để chia sẻ, động viên, tham quan, cũng như là trao dồi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đưa văn hóa của vùng miền đến với nhau, nó gần hơn, tình cảm nó gần hơn. Và thấy được rằng là đối với xã Trường Sàng, từ khi mà xây dựng cái nhà bảo tồn, tình cảm, cái sự gắn kết giữa bà con nhân dân và các vùng miền, nó thật sự nó siết chặt, nó sát lại gần nhau, rất là tình cảm. Và qua đây thì thay mặt cấp ủy chính quyền thì chân thành cảm ơn cái sự quan tâm đến động viên kịp thời của các đoàn đối với xã Trường Sàng, và mong rằng là trong thời gian tới, ngoài đến thăm giao lưu, chúng ta sẽ có những cái chương trình lớn hơn để chúng ta nâng cái giá trị văn hóa của chúng ta lên. Đấy, ngoài bảo tồn chúng ta phải phát triển, phát huy nó và nâng tầm nó lên. Do vậy là hôm nay thì cũng là ngày nghỉ, và chúng tôi cũng mới được giao lưu với các đoàn. Đấy, chứ còn nếu không ngày nghỉ thì cũng báo cáo các đồng chí là cũng hơi khó. Đấy, bởi vì là ở đây thì cái không gian văn hóa này thì nó lại nằm trong cái quần thể của trụ sở, nên là chỉ ở góc độ ngày nghỉ thì chúng tôi mới các đoàn đến để giao lưu được.
Bởi vì đã đến giao lưu thì nó có ca múa nhạc trống chiêng các thứ, nên là chỉ vào cái ngày nghỉ. Cũng nhân đây thì cũng mong muốn là các đoàn tiếp tục chúng ta gắn kết cái tình cảm để các dân tộc Thái chúng ta là càng ngày càng phát triển, và cũng xin chúc đoàn có sức khỏe và có một chuyến đi thật sự vui vẻ và ý nghĩa. Xin chân trọng cảm ơn. ทางน้อยนึงของงานกินมื้อ อี
Bấm rồi. Lưu lâu vừa phóng điện vừa này chắc quả luôn. Chính là bên ông ấy là khỏi là cung là cả văn hóa tay mông mỏi. Mình thì có rất muốn lại má ỉn má muôn tôi bên ông là nghệ nhân giúp thành phố Sơn La các bà rú là mái sân. Thay khỏi là cả tháng nào bên ông là côn tay mặc văn hóa tay mông mỏi. Là sau tặng hợp bên ông là hơn bảo tồn văn hóa. Chính sang ông là sống sáng pháp sứ. Pháp sứ này là biết tên bó bản đến mỏi. Quan kể là hoa bán quê thuận. Pì nâng khỏi sau giới thiệu tăng tạp chí nói nâng vì nào không biết chất cái thế này không y là mất khổng chi hội văn học nghệ thuật viên mứng mỏi ý nó là ủy ban nhân dân huyện mứng mỏi hỗ trợ ngất kinh phí in mỏi pì in mấy số tham mà tỷ cài hai con mà là bãi covid là răng xe xong số nào là hình này ship xong số ship số thôi y là số thứ ship chi hội trưởng đầu tiên là ải lung nước vương chúng nói phải là chi hội trưởng nói phải là ải lung lo sơn thường nói phải lo ải lúng lo vận e nói phải lo ải lúng lo thành xuân tức là ải khỏi là dệt chi hội trưởng tham khen ải cung kế phải lo con ải là bao khỏi hiện tại là chi hội trưởng chi hội văn học nghệ thuật huyện mông muội là pháp sứ này là mi cầu ship lại phân hỏi là quan khắp tay hấu tức là thơ tay hấu cái là mi song sam tác phẩm là quan kèo là cái mi tác phẩm mừng xong tác phẩm quan phi long mông ấy phi long ấy xin lỗi là so chúc ở trên sang đâu tướng tên phải nà đây là cáp sàn chữ hiếm màu hiện không tổng trần phủ tay hậu khỏi là dân muôn dân măn còn khỏi cả lại ma tương leo khai khỏi lại mới em thoát hoàng mới mà mới khỏi cả rất cảm ơn ủy ban đảng ủy xã trên sang đâu tạo điều kiện ở cũng quân mặt văn hóa tây hao mi câu lạc bộ đứng ngay trong quân viên ủy ban đảng ủy ban xã khỏi cờ má là cờ vừa pua hàng máy má là cờ é hở măn bấm khay pe nà hở lại pin ông lòng phòng lỗ ép ầu mô hình trừ hiểm khi không tổng trần chiếc sang hao sang khay ni khỏi mong công ra khay bay mương lo mương thành và là mặt văn hóa tây có mà giảm hơn hiềm trừ thì không tổng trang phủ tay hâu thì rú sáng trên sáng nó pin ông nữa em lại nữa là hảo được chứ thì là không kín một mét không kín một mét xin là một em là các câu lạc bộ là lưu lá là chỉ có em bố em có học sức mang rồi đến đấy số phép và xuống sáng nói đi số phép và cáp sang anh ấy là không mua cháo khỏi tức là mình từ
từ vào ó ý nữa ăn ý là nó phát ở ý mắn mà biến bất biến hơn là nó có so phép và xuống mà nó đi đó là phòng căn là bay ép ăn ý là khỏi biết phải là ngừa tắt ó lại lại khắp chứ tặng hàng là chúng chưa quân tay hâu à bay hương là văn hóa bảo tồn hâu đó là nó chúc hợp ý hay phải nả hơn là lâm chơ hơn phấn lấu dẹt lẩy ế phải lại nhân các bà có hôm lẩy lại nọc pi lại tỉnh lại huyền lại xá ở cần muốn khắp muốn xe cứ là vươn không chung chưa phủ con tay đâu anh ấy là mi cá trường con tay đâu thì nay dân phải thu mà kỷ cho mà khỏi hính cho mà tắm hưu đâu hay là cái chân con kết mi hay là lẩy hoa ta sao pep pi bên này khỏi lại tắm hưu khải tay các bà dẹp hưu quýt dẹp hưu pha các bà cái té nằm mà tàu hột mà nỉ nó khẩn mát hót hơn thì nó tên là con cháu cho mẹ nó khỏi chẳng đẩy mắt tắm hưu nói nưng chứ nó ngắm bà chơi lương xin đó hoa cái khám khám suối cái em mưa lẳng nó hoa khỏi vẫn tắm lại xin má hay khẩn mát hơn nó mi các khoản như nó trương phủ quân tay hông phòng sủ mi cá yểu cá pìa cá nay này khẩu và bay chưa trông tay chậu khỏi hư là nhăng nổi là dệt hai dệt nát tại em nó nỏ mi cá khẩu đi chưa khẩu đi lường hâu nhưng mà ức lẩu xá hâu xá hay quân khay sầu xá thung áo hâu bài ý nhăng sáo lẩy không tu chưa của quân tay hâu là lẩu xá hay hàm tay chậu ngâm hâu mà ức nhăng mi tẳng thân mày nhăng mi cọng mi cống hâu bài cam bài xa trong mương khay hư là không phải toi mương kéo cái toi mương kéo hư là men là hâu xe toi sầu khay lại loa hư là măn muôn ế hay là muôn mương kéo anh ấy là mương của tay hâu cứ là chú hở xung gậy xung ai non ti có đàn nàng là quăng là xá trên sang huyện yên cháu hâu hay bài nào mà ơi khỏi ế hở là xung gậy xung ai xung ý cứ là tập nhớ hên là lâm chơ bày khắp bày xe bày kín bày muôn anh ấy là không riêng là anh ấy quăng hồi cháu là khỏi cả nông đi quanh cứ là chú hở xung gậy ai là dê tìm bài nào mà ơi là hở mắt mà lại tôi lăng pháo chả to đấy nó xung mà ý ai chú con đấy thảo hán đấy là trên người ở ma sám đâu ma ma đang đi bay khắp bay kháng trên là ý khổ rất là muôn ý cử chi ở bên đi học đó là chi truyền tải ở câu lạc bộ tập hôm ỉ muôn